quán mì yêu thích của vợ chồng Đàm Thu Trang ở Vũng Tàu. Cường Đô La tiết lộ địa chỉ quán mì ngon nhất ở Vũng Tàu theo khẩu vị của vợ chồng anh và cũng là tụ điểm ăn uống nổi tiếng. Thường xuyên di chuyển giữa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Đàm Thu Trang, Cường Đô La hay dừng chân dọc đường để ăn uống, khám phá ẩm thực thành phố biển. Trong chuyến đi mới đây, đại gia phố núi tiết lộ quán hủ tiếu ruột ngon nhất ở Vũng Tàu theo cảm nhận của vợ chồng anh. Cường Đô La đăng tải hình ảnh chụp trước quán lên trang cá nhân để mắc địa chỉ cho người hâm mộ. Đây là quán khá nổi tiếng với người sành ăn ở Vũng Tàu. Nằm trên đường Ba Cu, còn được biết đến với tên gọi mì thảy vì phong cách phục vụ đặc biệt. Mỗi khi trụng mì, đầu bếp thường cho mì vào vợt rồi thảy lên cao để ráo nước, giữ được độ tơi, không bị bở. Động tác thảy lên đỡ xuống điêu luyện của đầu bếp làm nên thương hiệu và tên gọi của quán. Ngoài kiểu phục vụ độc đáo, quán mì hút khách nhờ chất lượng bao năm không đổi. Món ăn được chế biến theo cách nấu mì truyền thống của người Hoa với phần mì tươi tự làm từ trứng gà và bột nêm, khi ăn có độ mướt, béo béo đặc trưng và giữ được độ dai. Phần nước dùng cũng làm nên linh hồn của món ăn. Được hầm từ sườn non, xương ninh nhừ trong nhiều giờ, đi kèm một số loại rau củ nên nước dùng luôn có vị ngọt đậm đà, ăn một lần nhớ mãi. Đặc biệt nước dùng rất trong, không bị đục. Tô mì có topping là bò viên, hoành thánh và sườn, trong đó khách thường gọi sườn vì mềm ngọt vừa phải. Hoành thánh được làm chuẩn kiểu người Hoa, vỏ mềm, nhưng đậm đà. Khi phục vụ, đầu bếp bày một ít xà lách bên dưới rồi tiếp đến là mì sợi vừa được trụng, tiếp đến là sườn, bò viên, chan nước lèo và chút hành lá. Tuy nhiên vì khẩu vị người miền Nam nên tô mì hơi ngọt, thực khách có thể gia giảm cho vừa miệng. Lúc ăn, bạn có thể thêm chanh, nước tương và tương ớt. Quán có hai lựa chọn là mì nước và mì khô. Nếu ăn khô sẽ có một bát nước dùng với sườn và hoành thánh bên cạnh. Giá mỗi tô khoảng 45.000, 50.000 đồng, khá cao so với mặt bằng chung nhưng được nhận xét đáng tiền. Đây là gợi ý thích hợp cho những du khách đi Vũng Tàu mà đã ngán các món hải sản. Quán nằm ở trung tâm thành phố Vũng Tàu, gần các tụ điểm vui chơi nên thuận tiện cho khách du lịch. Vào giờ cao điểm ăn tối, 18 đến 20 giờ, quán khá đông nên bạn có thể tránh khung giờ này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.